Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay cái phần tiếp theo á, mình sẽ chia sẻ thêm vấn đề ráp vô vlog này. Thì trong khi chúng ta ráp á, thì nó cũng sẽ có một số vấn đề khắc phục để chỉnh sửa cho chính xác nha. Đây là cái cần ép nè, và đây là cái lóc nè. Đó, cái lóc chỗ này. Cái phần này khi chúng ta ráp vô, nếu mà ráp lóc vô mà nó cứng á, thì nó sẽ hở này ra. Thì khi mà nó hở ra thì nó sẽ bị cứng với cái con chỉnh nồi, ép nồi ngay chỗ của cái cục con ép nồi sâu ngay chỗ bật đạn nè. Giờ mình sẽ đè cái này vô đi cho nó bật cái lóc ra nha. Đó, nó hở ra thấy chưa? Đó, cái này nó hở ra. Thì khi mà chúng ta mà ráp vô cái cục ở trong đó nó cứng nó sẽ lòi ra, mà chúng ta siết hết cái dàn ốc của lóc này vô thì sẽ bị ép cái nồi và nó bị tuột nồi. Thì chúng ta cần làm cái này khắc phục trước. Đây thì mình sẽ khắc phục như sau cho anh em. Để mình mở cái lóc ra cái. Đây. Đây là cái phần mình chỉnh sửa lại. Cái cục này. Mình đã mài rồi nha. Mình mài rồi. Nhưng mà mình mài cái này phải cho chuẩn nha. Nếu mà không chuẩn thì vô bạc đạn sẽ nhanh bể nè. Mài phải cho nó đều. Và mình mài luôn cái mặt này để cho nó thụt vô trong một tí xíu. Chứ không mà chưa, chúng ta chưa ráp lóc vô là nó đã cứng này. Nó cứng này mà siết siết ốc vô nó sẽ tự động nó sẽ đẩy cái bạc đạn này vô, và bố này nó sẽ bị hở ra và nó tuột nồi. Nên chúng ta mài để cho nó hở một tí xíu. À, chúng ta ráp vô. Rồi còn cái phần chuông ba càng. Phần chuông ba càng thì mình đã như cái bố này á, cái bố cũ của nó mình đã tháo ra. Nguyên do mình tháo ra là vì cái bố này nó rất là dở nè. Khi mình chạy một thời gian cái bố này nó sẽ ra ba vớ và nó sẽ heo nhớt và bơm nhớt, nó sẽ bám vô cái dòng của cái miếng ba càng này, nó sẽ vô cái nồi, vô cái nồi và nó vô cái dên thì nó sẽ rất dở. Nên mình tháo ra luôn, mình hàn chết 3 điểm. Hàn ngay đây nha, sau này có thể tái sử dụng được bình thường nha. Rồi, cái này là khóa nồi lại để cho nó chết, để mình cho nó cái nồi nó bắt tuyệt đối luôn. Rồi phần này mình sẽ kết thúc video tới đây. Mình sẽ làm cho nó nổ xong rồi mình sẽ chạy thử cho mọi người xem.